À vừa rồi mình đã nhận một ca thay phím và sửa lại đàn cho cậu em Thế. Cây đàn này bị bung ngựa và phím đàn thì đã bị mòn hết rồi. Phần fretboard cũng bị mòn. Đầu tiên là mình phải tháo con ngựa ra để dán lại trước. Thì việc tháo ngựa thì mình sẽ sử dụng bàn là nhiệt để một lúc nữa thôi, là dễ dàng gỡ được con ngựa ra mà không bị hư ngựa hoặc là hư mặt bàn này. Easy. Và sau đó là nhổ phím. Về phần nhổ phím thì mình có kìm chuyên dụng mình nhổ nhé, nên sẽ không làm hư mặt fretboard. Các bạn có thể tìm mua cái kìm này khá là dễ thôi, mình không biết là tìm mua ở đâu nữa. Sau khi nhổ phím xong thì sẽ thấm lại fretboard. Đây, các bạn nhìn fretboard rất là lởm nhởm, cái này phải thấm lại nha. Rồi, thấm fretboard xong mình sẽ bắt đầu đóng phím. Thì các bạn có thể tự đóng phím ở nhà. Sau khi xem video của mình nghĩ là chắc là cũng không quá khó đâu. Phím thì bạn nào muốn mua phím thì mình có thể bán phím cho các bạn rất là rẻ luôn. Để các bạn có thể tự đóng ở nhà. Còn khi nào mà đóng hư thì mang lên mình làm cho. Nhưng mà khi mà hư rồi mà làm thì rất là khó nhá. Mình đóng phím thì không sử dụng keo để đổ vào chân phím mà. Cái phím của mình là đóng vô là nó sẽ ăn này. À, đây là kết quả. Một bộ phím và mặt fretboard bóng lưỡng. Ok.